Hello, chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu qua để anh em một thiết bị mà không thể thiếu được trong những bộ dàn ghép Nexo. Các bác biết đây là gì không ạ? Đây là những con giống con vang đúng không? Anh Trung có thể cầm lên các bác xem được không? Đấy, cái gì mà loại nhỏ gọn như vậy? Đấy, rất nhỏ gọn, rất mỏng. Mỏng dính luôn. Các bác yêu âm thanh rồi thì các bác không thể xa lạ được với cái này rồi. Đúng không? Đây là một con controller của Nexo. Và controller Nexo thì nó có hai dòng. Một là dòng chỉnh cơ và hai là dòng chỉnh số, thì đây là dòng chỉnh cơ các bác nhá. Nếu như các bác mà chơi Nexo mà thiếu cốt thì nó cũng giống như là thiếu đi một cái gì đấy đúng không ạ? Tất nhiên là có cốt vào đồng bộ hãng thì nó vẫn hay hơn. Và ở đây hiện tại thì em về được 7 chiếc cốt Nexo dành cho PS10. Đây, các bác xem này. Cái dòng này thì nó sẽ giúp là cái nhạc của chúng ta hay hơn và ở đây thì nó cũng sẽ rất nhiều tính năng. Đấy. Các bác dùng Nexo thì các bác nên sắm thêm một con cốt này nữa thì âm thanh nó sẽ hay hơn hẳn luôn. Và nó cũng sẽ giúp bảo vệ loa được tốt hơn. Đây, cắm lên các bác xem. Cái đèn thôi. Lần này về thì em về được những con cốt rất đẹp các bác nhá. Các bác có thể xem là nó không khác gì lắm so với hàng mới. Không có vết xước luôn. Đây. Rất đẹp luôn. Và hiện tại thì sản phẩm này đang có mức giá là hơn 10 triệu cho một con cốt. Giá mới của nó thì chắc khoảng tầm 30 triệu một con. Đấy. Rất đẹp luôn. Ở đây thì có sẽ những cái chế độ là cắt cốt này. Đấy. Đây. Và nó sẽ có những cái, đây là giới hạn đỉnh này. Và đây là cái đèn báo đây. Và đây là cái phần để có thể chỉnh được gain sup. Anh quay đằng sau đi. Nói chung là dòng này thì cũng không có nhiều cái để nói lắm. Nhưng mà nó là một cái mà khi mà ghép vào thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ở đây thì nó sẽ có những cái phần out level này. Các bác có thể chỉnh được gain này. Đây là âm 6 dB này. Đây là 0 dB và 6 dB. Con này thì nó sẽ có hai đường vào, hai đường ba lăng ở đây là đường led, đường right, tức là đường trái và đường phải đấy ạ. Và nó sẽ có ba đường ra các bác nhá. Là hai đường led right dành cho loa và một đường sub. Đấy. Và đây là một sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Pháp luôn. Đấy. Made in France, các bác xem này. Đấy, nó bị che mất cái tem này rồi. Và tất cả sản phẩm này thì em về được, các bác có thể xem là hình thức nó không khác gì là hàng mới, em nhắc lại là như vậy bởi vì nó rất là đẹp. Cái lô này thì em lựa rất là kỹ rồi. Những cái gì mà phải đẹp mà phải ít sức sát, bởi vì là đây là một thiết bị mà nó sẽ giúp xử lý cả phần nhạc và phần mic ok hơn, mượt mà hơn. Đấy. Nói chung là có cái này vào, không có cái cốt này thì được chắc được khoảng tầm 6 đến 7 điểm, không có cốt này vào thì được khoảng tầm 8 đến 10 điểm đấy các bác nhá. Và với cái dòng này thì bây giờ em sẽ test luôn thì các bác nghe lại cái chất âm qua một con cốt của Nexo xử lý với một đôi PS8 vang mic sử dụng JBL đẩy của Famosao. Và ở đây là có một con sub LS1002. Các bác hãy nghe lại chất âm khi mà xử lý qua cốt các bác nhá. Nói chung là khi mà các bác sử dụng cốt thì chúng ta vẫn phải cần sử dụng thêm vang và mic thì mới hát được đúng không ạ? Và vang và mic thì không có Nexo là chúng ta sẽ ghép những bộ vang mic nào chất lượng thôi. Tất nhiên là rồi là người ta bảo là đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đúng không ạ? Chơi đồ xịn rồi thì vang mic và đẩy đi kèm thì cũng phải xịn thì nó mới ra được chất âm. Tất nhiên là nếu như mà đồng bộ Nexo thì nó rất là đẹp đúng không? Rất là tốt, nhưng mà ở đây thì không có vang nào của Nexo cả nên chúng ta sử dụng vang mic của hãng khác cũng vẫn rất là ok. Đấy. Rất đẹp luôn. Và khi mà hoạt động thì cái đèn nó sẽ báo đây này, mấy cái đèn bảo vệ này, protect này. Đấy. Nói chung là cái dòng này thì không có nhiều thứ để nói lắm. Nhưng mà khi lắp vào thì chất âm nó hay hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ thì em sẽ test lại để các bác nghe cái chất âm khi mà ghép cốt qua đồng bộ Nexo này các bác nhá. Đấy. Ok, anh em thưởng thức nhá. Nghe hoạt động không ạ? Anh em có thể là chỉnh gain sup ở trên con cốt này luôn được nhá. Đây em luôn này. Exchange. I walk apart in the world for the.
tổng trị giá của bộ này nó dao động trong khoảng tầm 90 triệu anh em nhé. Và bây giờ thì em sẽ hát test thử luôn để anh em trải nghiệm cái chất mic của bộ này luôn. Đấy, tiện làm clip code thì mời anh em trải nghiệm luôn cái combo này luôn. Nếu như cái loa này mà hát được nhạc Tây thì tốt, nhưng mà ở đây thì anh em toàn học đến lớp 3 thì cô giáo ốm hay là cô giáo tiếng Anh ốm hay là không hát được. Các bác thông cảm nhé, hát nhạc Việt thôi. Lên nhạc đi em. Một ca khúc rất hay của Duy Mạnh, Tình Em Là Đại Dương, thể hiện là Mr. Trung và Nexo. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau. Cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Tình em lớn như đại dương, nồng ấm hiền hòa bao dung, đã cho anh sức sống để đi tới tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày khi giông bão gây đến nơi đây, để rồi em ta mãi bay đi theo cánh chim trời. Đại dương mênh mông với hai em ở đâu, trời xanh bao la ơi có thấy bao về. Những cơn gió anh nhắn rùng rợn, trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Rồi, ok. Đấy. Vừa rồi thì giới thiệu nhanh đến các bác con controller của Nexo, và tiện đây test luôn đến các bác một combo mà sử dụng Nexo kèm với JBL có trị giá trong khoảng là từ 90 đến 100 triệu. Và nếu như các bác yêu thích trợ âm của Nexo mà yêu thích hơn nữa là cái mức giá hợp lý thì các bác hãy alo sóng Thanh nhá. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Và sắp tới đây thì ngoài Nexo ra, bên em sẽ còn về rất nhiều thương hiệu châu Âu nổi tiếng khác, ví dụ có thể đến như là Adamson này và Martin, các bác chờ đón nhá. Chào các bác.